Hi, xin chào mọi người, chào các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Thư Family Sweden. Hôm nay anh Mít ảnh làm một cái món tráng miệng có tên là Tomtenmus, là cái đồ tráng miệng của ông già Noel để đãi mọi người. Tí nữa gia đình mình sẽ có khách đến thăm. Mọi người xem coi ảnh làm nha. Đây là món tráng miệng nè, được làm từ cái scorp. Là cái này là giống như là bánh bông lan vậy đó mọi người. Bà nội làm sẵn xong cắt ra sẽ sấy cho nó khô lên. Bây giờ anh xã mình sẽ dùng cái này. Anh Mít ảnh cái này là whips gì đè đó, là sữa béo. Anh sẽ đánh cái sữa béo lên. Và cái bánh này á, thì mình sẽ đổ sữa và mình ngâm trong cái thau cho cái bánh nó mềm đi một tí xíu. Đây là đầu bếp 5 sao. Bây giờ mình sẽ đổ một tí sữa vào. Rồi sau đó mình sẽ bỏ một cái bánh này vô. Ngâm cho nó mềm. Chút xíu thôi cho nó hơi mềm đi một tí cho nó không có cứng, không bị khô. Đây là kem tươi sau khi ta được đánh bông lên. Bây giờ mình sẽ đổ cái mứt này. Cái mứt này là cái mứt liên ngón. Trộn với lại cái kem tươi lên. Bánh sau khi đã được ngâm 3 phút thì mình sẽ trở cái mặt bên kia để cho toàn bộ cái bánh được thấm đều sữa. Giờ mình sẽ cho một cái lớp kem béo với lại cái mứt liếng ngõn vô trước. Sau đó là một lớp bánh, mình sẽ xếp cho nó đều vào. Tiếp theo là một lớp kem, sau đó là một lớp bánh. Mình cứ làm lặp lại như vậy cho đến khi hết nguyên liệu nha mọi người. Ta-da! Thế là cái bánh tráng miệng của anh Mít đã xong rồi. Nhìn thì cũng ok đó. Còn ăn có ngon hay không thì mọi người hãy chờ đợi sau nha. Anh Mít anh nói cái bánh này phải để tủ lạnh. Nó lạnh lạnh ăn mới ngon. Show gia đình Nissan tuyệt vời quá. Anh Mít đánh đãi gia đình món tráng miệng rồi á. Bữa nay mình sẽ đãi gia đình chồng mình món pizza tự làm. Pizza mâm á mọi người. Mọi người xem mình làm nha. Nguyên liệu gồm có những cái này nè. Đây mình có 500ml nước. Nước này là bạn phải để cho nó nóng khoảng 37 độ C. Đây là men tươi mình dùng để làm cho bánh mì. Cái này là 50g. Mình sẽ bóp vụn cái cục men vào. Sau đó mình cho một tí đường vào. Nó hơi ngọt ngọt nó mới ngon mọi người. Dầu thì mình đổ đại vô luôn, mình không có cần phải đông. Một tí xíu như thế này vô. Và sau đó là 12 dl bột, là khoảng tầm 1 kg đến 1 kg mốt bột á mọi người. Và đánh đều, trộn đều lên thôi. Sau khi mình trộn đều men, nước, đường, một ít dầu thì mình cho một tí muối vào. Tại vì cái men này nó kỹ muối á, mình không có được cho muối trực tiếp vào trong cái bột, cái men thì sẽ làm chết cái men đi. Sau đó mình sẽ cho bột vào. Cái bột mình dùng là bột mì đa dụng á mọi người. Cái máy nó cổ quá rồi mọi người ơi. Nó tới 5-60 tuổi rồi. Nó bị trục trặc kỹ thuật. Mới vậy đánh được có 5 phút à. Bây giờ cái nó trục trặc kỹ thuật. Bây giờ mình phải nhồi tay. Bữa giờ ăn nhiều quá rồi, mập rồi, bữa nay phải đi tập thể dục cho nó bớt. Tập thể dục hai cái tay trước khi ngồi ăn.
Bây giờ mình nhồi khoảng tầm 5 phút nữa là xong. Rồi mình chờ cho nó nổi lên. Okay. Wow, bột bây giờ nó đã nở gấp đôi rồi mọi người. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cán nó ra và bỏ nhân vào. Nè má ba cho con một cục bột nhỏ này, bây giờ con tự làm cái pizza cho con đi ha. Dạ. Con làm xong rồi lúc chút nữa là con phải ăn cho hết nha. Dạ. Ừ. Nè đó, cho con một cục đó. Đây, cái đồ cán của con này, con cán đi. Dạ, làm bột. Làm cái gì nó cũng thích làm cái bên nó chơi, nó Sophia nó giỏi lắm, nó thích nấu ăn lắm luôn á mọi người. Bất ngờ. Bây giờ mình cán nó ra nha. Thích làm pizza lắm mọi người ơi, ở nhà làm pizza mình ăn mình cảm thấy nó ngon hơn nhiều. Mình bỏ được có nhiều cái topping vô á. Còn đi ra ngoài tiệm ăn nó vừa mắc mà nó vừa ít topping nữa. Ở nhà mình làm cho nên tha hồ, thích cứ topping gì cứ bỏ hết vào. Pizza. Pizza. Nhờ chị Hai giỏi, chị Hai làm xong cái của chị Hai chưa? Dạ. Chị Hai làm xong cái pizza của chị Hai rồi. Trời ơi, đứng lên làm nó mới có sức mọi người. Vừa làm bánh mà vừa nghe được nhạc luôn. Trời ơi, nó đã gì đâu luôn á. Số xong rồi. Hi dù, hi dù, mạnh lên, cán mỏng lên, sắp xong rồi. Ôi ơi, giỏi quá luôn. Mốt cho con mở cái tiệm pizza cho con làm nha. Dạ. Ôi ôi, con nó thở coi kìa. Hay vô, hay vô. Rồi, đẹp quá Sophia ơi. Cô chú thấy con giỏi không? Hôm nay mình làm pizza nè, có nhân cái này là thịt bò mình đã ướp sẵn rồi. Nấm, cái này là paprika là ớt chuông, hành tây, thịt xông khói và cà chua. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nhân vào bánh. Đây là hai cái mâm pizza mình đã cán, mình đã làm mỏng ra rồi nè. Còn ở bên này là cái bánh pizza của Sophia nó mới vừa làm. Gia đình mình thích ăn cái phô mai tự bào rồi mọi người. Cái phô mai bào sẵn ở trong chợ á. Mình thấy ăn nó không có ngon bằng. Gì vậy Alice, con lá gì đó? Đây anh Mít, anh ngồi anh giúp một tay bào phô mai. Đây là công việc yêu thích của anh nè, bào phô mai, vừa bào vừa ăn luôn. Alice đây con ngồi đó, con chơi đi, con la gì mà con la hoài vậy bé ơi bé. Nãy giờ con nghe ca nhạc vui không? Papa với ông nội đờn vui quá ha. Ừ, mai mốt con lớn lên con cũng đờn luôn nha. Ừ. Bây giờ mình chà cái này là cái sốt cà chua á mọi người. Mình chán cho nó đều ra. Ừ, kệ nó, chán đi. Nhẹ nhẹ thôi, coi chừng nó đổ ra ngoài bây giờ. Ờ, đi. Má mà để cho cái cạnh rồi con làm cái ở trong nha. Ngon. Rồi, đây là mình đánh xong rồi, mấy cái sốt cà chua đã chán đều rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ gia vị vào. Đây là cái chén gia vị mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nó bao gồm có những cái lá thơm, oregano, rồi tim dăm, rồi có bột ớt chuông, bột tỏi, một tí muối, một tí đường. Chỉ vậy thôi, rất là đơn giản mọi người. Bây giờ mình rải đều nó lên trên cái bánh như thế này. Giờ mình sẽ cho phô mai lên trên mặt. Mình cho cái phần
phân nửa cái phô mai thôi, còn chừa lại phân nửa một tí nữa mình để lên mặt cho nó đẹp. Xong bây giờ mình cho cái cà chua lên đi trước đi. Con ăn cái gì thì con bỏ vào trong cái bánh của con đi. Con bỏ vào trong cái pizza chứ sao con ngồi con ăn luôn vậy. Bây giờ mình sẽ cho một ít cà chua lên. Ừ thì con ăn cái gì con bỏ lên đi. Con thích cái gì thì con bỏ thôi. Giờ mình sẽ cho một tí nấm vào. Bây giờ con cho một miếng thịt lên trên cái bánh của con nên nó có thịt vô ăn mới ngon. Đã bỏ hết tất cả các nhân vào rồi. Bây giờ sẽ bỏ cái lớp phô mai cuối cùng lên trên mặt. Một tí lên trên mặt cho nó cháy cháy, cho nó có mùi nó mới thơm. Mình bật lò hai lửa, lửa trên lửa dưới 225 độ 10 phút trước khi bỏ bánh vào nha mọi người. Pizza đã chín rồi mọi người ơi, thơm quá trời thơm luôn. Giờ đang nướng cái thứ ba ở trong lò đây. Đây, pizza đã xong. Mời mọi người nha. Giờ mình sẽ cắt thử một miếng và thử coi bánh nó có ngon như mọi người nói không. Mời mọi người ăn cùng mình nha. What's your man moving on with this guy? Sophia? Yep, the god? Hey, Gonti. Dạ. Chanh được gì vậy? Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá mẹ ơi. Cá phà phà xì hết rồi. Ngon quá. Ba muốn má mâm đút cho ba ăn. Này, món tráng miệng của anh tự ăn đi anh. Nó ngon quá anh tự ăn. Trời, nói thật chứ mọi người nha, chưa thấy ăn cái món tráng miệng nào mà nó dở tàn nhẫn như vậy đó mọi người. Ngày hôm qua ăn pizza xong no quá, mọi người ăn không có nổi nữa cho nên để tới bữa nay ăn cơm xong á. Ăn cho anh vui chứ thực ra nó dở tàn nhẫn luôn. Mọi người đừng có làm theo công thức này nữa. Tùm tình mú xong rồi cái mấy đứa nhỏ nó chọc, nó nói là ba bà đi bắt ông tùm tình về mú xả ra là đem đi nghiền ông tùm tình ra làm thành cái món ăn này hả, dở quá nhìn nó ghê quá. Không có mùi vị gì hết đó mọi người, cái nó giống như là cháo heo vậy. Bà nội cười. Bà nội ăn hết rồi. Ok, clip của mình đến đây cũng khá là dài rồi. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye cô chú. Yêu cô chú nhiều. Yêu cô chú nhiều. Hẹn gặp lại cô chú vào clip sau. Hẹn gặp lại chú clip sau. Clip sau. Bye bye. Bye bye.